Vinaphone hân hạnh tài trợ phát sóng chương trình này. Lúc mà Tuấn 4 tuổi, tôi và cha Tuấn đã chia tay với nhau rồi. Thì tư tưởng tôi nghĩ là cố gắng để làm cho Tuấn nuôi Tuấn đi học. Vì Tuấn có cái khuyết tật, mình nhìn con như vậy rất là đau lòng. Dành dụm để lo cho Tuấn học. Lúc Tuấn lên cấp 1, lên cấp 2, lên đầu được cấp 3, trường dân lập mừng quá. Ai cũng nói là không có tiền mua nổi. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi cố gắng năm nào được năm nấy. Hay lớp 10 được, rồi qua là 11, cứ mãi mãi. Không may nó mắc bệnh hiểm nghèo. Người mẹ này đã dành cuộc đời nuôi con với những năm dài đằng đẵng trong khốn khó, không buồn, không khóc mà chỉ yêu thương. Nhưng giờ bà đã khóc, khóc thật nhiều khi đối diện với bất hạnh, cùng cực của con. Khi cùng con chiến đấu với căn bệnh u não trong thiếu thốn vì không còn có thể xoay sở được. Đó là hoàn cảnh cần chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng Anh Tuấn và người mẹ, bà Võ Thị Hường, ở ấp An Quế, xã An Thành Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Không biết tính bệnh mà Tuấn giấu mẹ. Một thời gian cứ lo toan, tôi nói thật cô, tôi sợ nợ lắm. Tôi lo toan cài, cạo dữ lắm, làm dữ lắm, đặng bù đắp. Có dư, Tuấn thấy vậy giấu mẹ lắm, không có nói. Tuấn có bệnh trong người nhưng mà giấu mẹ. Đúng rồi mà. Cái khoảng thời gian bao lâu và như thế nào thì mình phát hiện bệnh ra? Phát hiện là Tuấn có động kinh một thời gian, động kinh. Đi lên rước vợ trên cây lạy, đi nửa chừng Tuấn động kinh. Cái chú với vợ Tuấn đưa lên nhà thương cây lạy. Sau đó cũng không tiền. Thành thử ra bỏ qua, uống thuốc rồi bỏ qua. Qua một thời gian Tuấn không ăn được hai cái hàm hạ, không ăn được. Rồi bây giờ là mình trải qua cái đợt điều trị như thế nào? Trải qua điều trị phẫu thuật xong rồi về cái bác sĩ hẹn lên điều trị xạ trị cũng mấy tháng. Khi xạ trị về Tuấn bệnh hoài, nhức đầu, sức khỏe rất yếu, ăn cũng ít nữa, cũng buồn.
bệnh tình như vậy cho nên là vợ là phải về tá túc bên ngoại để chăm sóc hai con. Bây giờ là một mình mẹ là đi nuôi với chăm sóc Tướng thôi. Giờ cái công việc của chị như thế nào? Vậy thì tôi cũng giờ cũng phải ráng cố gắng đi bán cái số. Nhưng mà sáng thì lo cho Tướng ăn cơm nước xong rồi là đi. Đi nhiều khi tới chiều mà trong tâm không an tâm. Như vậy là mình đi bán cái vé số là cái bao xa chị? Xa lắm cô ơi. Từ Tầm Du, Tân Bình Thạnh xa lắm. Tới Mỹ Tân An đi xa bán mới được. Mình đi bằng mới cái gì vậy chị? Nhà xe đạp. Một ngày mình bán bao nhiêu vé? Tại vì chăm sóc Trứng rồi Tướng rồi đi chợ lo đồ ăn giặt giũ này kia kia nọ. Tới 9-10 giờ được bán có 100 tờ. 100 tờ nhiều khi được trăm mấy ngàn. Chừng nào mà không có có ai giữ Tướng cả. Mình đi phía 4 giờ đi rồi. Đi xa thì bán nhiều vé. Rồi cái khoảng thời gian mà Tướng bị bệnh vậy đó rồi điều trị rồi mình có bán vé số được không? Có đi điều trị xạ trị á. Thì lên trển tôi đi bán vé số á. Nhưng phải cố gắng. Nếu mà đi điều trị lần này về cũng phải cố gắng. Cố gắng đi làm. Giờ nắng nâu xa xôi đạp là tôi cũng đi. Khóc thương con, mái tóc ngã bạc. Tuổi già đến, bà lại lo cho con nhiều hơn, lo cho chính bản thân mình. Bà Hường đã có những tháng ngày đớn đau, không gì so sánh được. Nhưng bà nghĩ, cứ bi lụy vậy thì không còn sức để nuôi con. Bà đã cố gắng lau khô những giọt nước mắt, sự rã rời mệt mỏi đi bán vé số để cùng con chiến đấu với bệnh tật, với cuộc sống còn nhiều khó khăn phía trước, với những món nợ chai chữa bệnh cho con và những lần đi điều trị cho con vẫn còn tiếp nối. Chỉ mong rằng ở chính quyền cũng như là các nhà hảo tâm giúp đỡ cho em Tướng. Cái trước hết là đo điều trị bệnh. Hai nữa cái tinh thần để rồi ổn định cái cuộc sống thời gian tới. Bốn mươi một tuổi, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh ở ấp Tân Thuận, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo có gần 9 năm điều trị căn bệnh ung thư tuyến thượng thận. Người phụ nữ này đã gánh nặng món nợ trần ai của cuộc đời mình. Đớn đau vì chị đã trải qua 4 lần phẫu thuật căn bệnh ung thư, hàng chục lần truyền hóa chất. Tuyệt vọng vì chồng chết do căn bệnh ung thư tủy. Sau 2 tháng phát bệnh, sau những ngày cả hai vợ chồng điều trị bệnh ung thư cùng một bệnh viện, ngay cái ngày chị lên bàn mổ phẫu thuật lần 4 căn bệnh ung thư của mình. Dạ, đại diện nhóm nhân ái xã Vĩnh Kim trao cô số tiền 3.300.000 để cô trị bệnh, chúc cô mau lành bệnh. Dạ. Chị em đóng góp chút đỉnh cho cô, mẹ trị bệnh nha. Dạ. Gửi ít quà trị bệnh nha. Gửi nước tiền cô cho bệnh. Cô xin đại diện cho nhóm Tình Thương Hương Sen, xã Đông Hòa, Châu Thành gửi tặng cho cô số tiền 2.650.000 để cô trị bệnh. Hay là tặng chị và cầu chúc cho chị mau lành bệnh. Cô cũng đại diện cho nhóm nhân ái Chợ Gạo hỗ trợ cho gia đình cô số tiền để cho cô lo trị bệnh ha. Bé Hai xe tải Học Lạc 300, Lê Thị Sứ ấp Bắc 200, Thu Y Minh Dương Thị Linh, Trần Hưng Đạo 100, Quế Đức, Tân Thuận Bình 100, nhóm Bảy Thủ 550, gửi cho cô trị bệnh, cho mau hết bệnh nha. Bây giờ nhóm nhân ái xã Anh Thủy có số tiền 2.500.000 gửi cho chị trị bệnh nha chị. Như mười lệ gửi cho chị 500 ha, trị bệnh với chị con Tiền Ớt 200, chị Sáu Tiếu 100, Yến Linh 100. Từ đa trăm Phật tử Tịnh Anh 50, Hoàng Vũ Hoàng Lâm 100 ha. Đại diện với mấy ái Mỹ Tho trao cho chị số tiền ha, lo trị bệnh. Thì anh Hai chị Hai gửi cho chị thùng mì. Em có món quà nhỏ gửi cho chị, chúc chị mau lành bệnh. Đại diện nhóm Cẩm Cá gửi cho mẹ 5 triệu. Nhóm bạn xem đài ở Tiền Giang thành phố mình, anh gửi cho cô số tiền để mong khắc phục được bệnh hoạn. Cảm ơn. 5.860.000 để trị bệnh. Dạ, cảm ơn. Gia đình của chú Bảy Thiên có gửi số tiền để ủng hộ gia đình trị bệnh, mau lành bệnh ha. Dạ. Viện chợ Tân Bình tiểu thương coi như có 700.000 gửi cho trị bệnh. Có số tiền gửi đến chị trị bệnh.
Tôi đại diện cho nhóm tình thương cho anh chị em gần xa đóng góp để hỗ trợ cho em số tiền trị bệnh. Lại Kim Tiến gửi 100, Hồng Thu gửi 100, chị Ba Trinh Tân Thạch gửi 100, chị Năm qua phường 5 100, chị gì của An Uống Tóc 100, chị Nhị Tân Thạch 50, Lan 50. Chị trong nhóm tình thương á, gửi gia đình chút tiền trị bệnh. Chị sẽ gia đình. Chú đại diện cho tổ từ thiện Hồng Lạc, quyên góp bà con được là 2.500.000 đến để chia sẻ cùng tiền thuốc men cháu mau hết bệnh. Rồi hộ với chị đặng chị trị bệnh. Nói đi con chúc cơ mau hết bệnh. Thủy đại diện nhóm có chúng món quà gửi đến để trị bệnh ha. Em đại diện cho nhóm Thiện Tâm đến đây có số tiền gửi chị trị bệnh. Nhóm nhân ái của xã Bình Phục Nhất giúp chị 3.8 với 60kg gạo cho chị trị bệnh. Chúc đỉnh tiền gửi em trị bệnh. Hay gửi giúp tiền cho chị trị bệnh gì? Chị Mai Xíu 20kg gà, nhà máy Tâm Sinh 10kg, Phan Phước Lộc 10kg, Phan Phước Tiến 10kg, Hiếu Nghi 10kg, Úc Bánh Mì 1 phần quà. Hôm nay thay mặt cho nhóm Phật tử chùa Tân Thới, chị bạn bè bốn phương gửi cô 2.9 với 10kg gạo trị bệnh. Gửi cho chị Trúc Định đi trị bệnh với Thu Hà Gò Công gửi 10kg gạo. Có số tiền gửi gia đình trị bệnh á? Em cũng có số tiền gửi chị trị bệnh nha, ráng mau hết bệnh. Nhóm từ thiện của phường Tân Long gửi cho cô một số tiền để trị bệnh, ráng trị cho hết. Đại diện nhóm nhân ái Thái Sơn xin gửi đến chị số tiền là 2.960.000. Chúc chị mau lành bệnh. Chị thay mặt cho nhóm Từ Tâm ha, chị em có đóng góp số tiền gì gửi cho con chị bệnh ha. Dạ anh chị em gần xa có gửi con số tiền con. Rồi lâu uống thuốc không? Đại diện gia đình Tấm Phúc gửi chút đỉnh tiền trị bệnh. Nhóm nhân ái Bình Tân cũng gửi về chút tiền để trị bệnh. Cô Năm Tố Hằng gửi diện 100 với tiệm điện thoại Minh Phước gửi 100 ha. Thay mặt hội từ thiện thành phố Mỹ Tho gửi cho cô 100.000.000, rồi gia đình bác sĩ Tầm 500 với có em Nhật Thảo gửi 100 nha. Hôm nay em đại diện cho nhóm thiện viên gửi cho gia đình 3.50.000, ráng cố gắng trị bệnh sống lạc quan tí ha. Hôm nay chị đại diện cho Phật tử Tình Sáng Ngọc Đường đến giúp cho gia đình số tiền. Còn cái mà mẹ mùng này là của cô bác sĩ Vân tặng. Gửi tiền để trị bệnh. Đại diện hội bảo trợ bệnh nhân nghèo cho gửi cho tặng chị số tiền để điều trị bệnh. Cũng có số tiền gửi cho chị trị bệnh nha. Chị mau hết bệnh. Tổ Tâm Bình có chị em có đóng góp được 4 triệu gửi cho chị chữa bệnh mau hết. Em đại diện cho tất cả nhà hảo tâm của chợ Ba Dầu, xã Long Tiên cho chị số tiền là 1.2 triệu để chữa bệnh. Cũng đại diện là chi bộ của anh ấp Tân Thượng có một món quà để trao cho em. Dạ, xin giới thiệu với các nhà hảo tâm. Hôm nay thì về phía địa phương thì có sự hiện diện của ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, có đôi lời với các nhà hảo tâm và gia đình của chị Mỹ Linh. Xin mời ông. Thôi, kính thưa các nhóm nhân ái của tỉnh Tiền Giang, thì hôm nay cũng xã cũng rất là vinh dự được đón tiếp các
đại diện nhóm nhân ái đến để là giúp đỡ cho chị Linh của cái việc cho cái chứng bệnh mà cũng hiểm nghèo, thì thay mặt cho cái ủy ban nhân xã cũng xin ghi nhận những tấm lòng vàng của các cô bác anh chị đã giúp đỡ cho gia đình của em Linh đây. Cũng kết cái phần hỗ trợ mà mọi người dành cho chị Mỹ Linh để chị điều trị bệnh là trên 90 triệu đồng và gần 100 kg gạo, xin trao cho chị. Nhà hảo tâm là giúp đỡ này, biết cảm ơn chính quyền địa phương, những nhà hảo tâm giúp đỡ dùm, cảm ơn. Vinaphone hân hạnh tài trợ phát sóng chương trình này. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Địa chỉ nhân đạo của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.